Hello, chào các bạn nhé. Mình ta sẽ chiến map mới Trắng Linh Phong. Hôm nay có độ khó 3 sao. Ok, thì đây là cách chạy của băng phách. Còn bạn nào muốn coi mình hướng dẫn chạy xe thường thì như mọi khi các bạn có thể coi ở cuối clip nha. Map này thì cũng dễ, nên các bạn lấy 5 cúp nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà chơi ST không vậy? Phải nồi. Thằng Đặng là đá clip mình nhiều nhất luôn á. Con hôi đón này nó khởi động ảo dữ ta. Từ tít bên kia mà qua bên này mà nó vẫn nhanh. Đừng có đập tao. Gì đó mà đập chúng là bẹp dí luôn các bạn. Con này cũng khá khá và thần tốc, nên hỗ trợ cho con chú tựa thần tích này cũng rất là tốt. Chào mình Đức làm mình dí tới. Mà map này cũng gọi là map kỹ năng các bạn. Mình cũng không ngại ST ấy. Cái đoạn các bạn phải sự chuyển hướng tốt nó mới nhanh được. Sự chuyển hướng liên tục luôn. Cho đi chỗ nè. Mà thì nó còn vướng vào tên tóc á, nên từ từ mới sẽ đốt được. Mè quá, chúng nó mít ở đâu rồi. Nó tự nhiên lỗi cái nhìn lại phía sau thôi luôn. Mà không có ai hết. Rồi, lâu lắm mới chạy cái map này. Trước map này mấy mùa trong ranh nó mất tiêu rồi. Bốp con phun phách nó cặp, nó kẹp hai con sắp tê. Cái này ấp phê rồi. Trời ơi, nó khởi động như mạnh dữ trời. Ui, bay CT mà luôn. Ui nồi. Ủa, cái thai bút sẽ đập đập.
rất là đớp. Gãy hết rồi đó. Nó này một cái map rất là dễ mít, dù không cứng là lỗi liên tục, mà những cái lỗi khốn. Sao mình không tưng đủ 4 boost ta? Thấy có mấy đứa nó tưng đủ 4 boost thuật kêu stay ngon mà mình tưng nó không, lúc nào cũng thiếu boost. Cái này nó ghiền sân mà lắm. Chú cha là tông. Mình qua được rồi đó. Nó lỗi cái tự nhiên nó cái xe nó be vô xe mình là mình biết theo luôn. Phanh lại tí nha, cái này cao lắm á. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy map trắng linh phong bằng xe thường nha. Tiên các bạn khởi động. Cô lấy được quần đi cho thực hiện đúp xe đúp. Chờ một búa xe đúp liều. Cái đi cho nè. Xe đúp SEO. Đúp xe đúp. Nicho, chờ một bút xếp liều. Ngọn nô sao ngó vô thành xếp đúp nha. Kéo Nicho. Đập đập. Cái này thì nó vô cái vạch tiền tóc á, nó không đưa vô Nicho được. Cái này thì xếp đúp. Cái Nicho này sẽ chuyển hướng xếp đúp. Mà phải nghe Nicho xếp đúp. Cùng hai là chạy như vòng 1 thôi. Cái này thì chạy xe thường nó cũng hơi bất lợi một xíu. Các bạn chạy mấy con có thể sửa bam á, tại đường thẳng nhiều á, chạy mấy con sửa bam nó sẽ mạnh hơn. Đặc biệt là xe T các bạn có thể sử dụng ICO kéo luôn. Hôm sau thì mình chạy xe T sao. Đoạn này không bộ micro được. Đó là đoạn bật tăng tốc rồi. Ok, clip của mình đã đến thôi nha. Còn mọi clip tiếp theo đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.